lộ diện vai trò thực của tên lửa Việt Nam chế tạo. Mới đây, trong phóng sự đăng trên báo Quân đội Nhân dân, một loại tên lửa lạ mắt do Học viện Kỹ thuật Quân sự chế tạo đã xuất hiện. Căn cứ vào hình dáng của quả tên lửa, hầu hết ý kiến đều nhận định rằng đây là mô hình chế thử của một loại đạn hành trình chống hạm cận âm hoặc đạn đối đất. Thiết kế của nó không giống như quả KCT-15 mà Việt Nam đang nghiên cứu, dựa trên nguyên mẫu KH-35 Uranae của Nga. Trước đó đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan tới các dự án chế tạo tên lửa của Việt Nam, từ tên lửa chống hạm cho tới tên lửa phòng không tầm thấp, cho nên cũng dễ hiểu tại sao loại tên lửa vừa xuất hiện lại được nhận định rằng có chức năng chiến đấu. Tuy nhiên, thật bất ngờ, loại tên lửa này không phải tên lửa hành trình chiến đấu hay phòng không, mà thực ra tên của nó là TV-01, được thiết kế để mô phỏng trên thực địa quá trình phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh lên quỹ đạo. Tên lửa thử nghiệm TV-01 có kết cấu hai tầng động cơ phóng, động cơ hành trình và một tầng công tác mang hộp vệ tinh đến vị trí xác định trong không gian. Tên lửa thử nghiệm TV-01 đã bay lên được độ cao hơn 4.000m, tầm xa hơn 3.000m, thực hiện các quá trình tắt tầng, bung dù, thu hồi hộp vệ tinh. Hầu hết các hệ thống thiết bị trên tổ hợp tên lửa thử nghiệm TV-01, trừ một số linh kiện thiết bị của phần điều khiển, được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ và nguồn vật liệu nhiên liệu ở trong nước. Việc thử nghiệm tại hiện trường với tên lửa TV-01 nhằm xác định các tham số quỹ đạo chuyển động và vận tốc của tên lửa. Ngoài ra còn thêm nội dung xác định các thời điểm bẻ nghiêng quỹ đạo, tách tầng, tách hộp vệ tinh, từ đó phân tích các số liệu và hình ảnh thu được do hệ thống viễn trắc về hệ thống quan sát tự động ghi được trong quá trình thử nghiệm, tìm nguyên nhân trục trặc kỹ thuật và đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo các sản phẩm. Tên lửa thử nghiệm TV-01 được phóng thành công là lời khẳng định đề tài VT-TLD-1415 tiếp cận kỹ thuật phóng tên lửa đẩy tầm thấp bằng mô hình vật lý dựa trên cơ sở mẫu thử nghiệm tên lửa TV-01 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Hải chủ trì đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đây là tiền đề để Việt Nam tiến tới chế tạo tên lửa đẩy hoàn chỉnh để phóng vệ tinh do mình tự sản xuất lên quỹ đạo vũ trụ. Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng công nghệ tên lửa đẩy là loại công nghệ lưỡng dụng có thể dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa bằng cách thay tầng công tác mang hộp vệ tinh bằng đầu đạn. Khi đó, đây sẽ là vũ khí mang tầm chiến lược. Những thế mạnh nếu Việt Nam sở hữu toa M2KM. Theo danh sách vũ khí mà Việt Nam mua được Sputnik liệt kê cho thấy, có sự xuất hiện của tàu ngầm Kilo, tiêm kích Su-30 MK2, hệ thống S-300 PMU-1 và hệ thống phòng không TOW-M2. Được biết, đây là lần thứ hai truyền thông Nga nhắc đến thông tin này. Hồi cuối năm 2014, thì nguồn tin này cũng đã công bố Việt Nam đang sở hữu một số vũ khí chưa từng được công khai là hệ thống tên lửa phòng không TOW-M2. Những hệ thống trên vượt trội so với tổ hợp S-75 mà Liên Xô cung cấp cho Việt Nam. Dù đây chỉ là những thông tin được truyền thông Nga đăng tải, nhưng trong lần mới tái xuất gần đây, phiên bản đặc biệt TOW-M2KM ở triển lãm quốc phòng CADEX 2016 tại Kazakhstan, tổ hợp tên lửa phòng không này sử dụng khung gầm xe tải Việt Dã 4 cầu chủ động HIMARS 63501, khiến nhiều người hy vọng vào những đồn đoán trên. Sự kiện TOW-M2KM xuất hiện trong bộ cánh mới trên xe HIMARS, trong khi loại xe tải quân sự Việt Dã này đang được quân đội Việt Nam ưa chuộng, dùng cho các tổ hợp pháo phòng không, radar cảnh giới nhìn vòng và radar bắt thấp chế tạo trong nước, thì phiên bản TOW-M2KM kể trên cũng rất có thể đã được Việt Nam đưa vào tầm ngắm. Và nếu TOW-M2KM có mặt trong biên chế các đơn vị phòng không cơ động của Việt Nam, sẽ là một bất ngờ thú vị bởi nó sở hữu quá nhiều ưu điểm vượt trội như các xe chiến đấu được trang bị khí tài trinh sát và điều khiển tên lửa bằng radar, quang học cùng máy tính phân tử, thùng phóng kèm đạn tên lửa sẵn sàng phóng, hệ thống phát nguồn cơ hữu, cho phép xe hoạt động chiến đấu độc lập với khả năng phóng đạn khi dừng ngắn trong tiến hành. Việc đồng bộ hóa cao giữa máy tính phân tử kỹ thuật số với hệ thống ống phóng đạn thẳng đứng kèm đạn tên lửa có tính năng hướng về mục tiêu, giờ lái hướng bằng liều phụ sau khi rời thùng phóng cho phép hệ thống giảm tới mức thấp nhất thời gian chuẩn bị xạ kích. Đặc biệt là tổ hợp tên lửa này có khả năng là tiêu diệt các loại tên lửa hành trình, tên lửa chống radar bay bám địa hình siêu thấp ở độ cao chỉ 5m. Phiên bản mới này có khả năng bắt bám và thực hành xạ kích tiêu diệt cùng lúc 4 mục tiêu, góp đôi so với TOW-M1. Gần như không một loại mục tiêu nào có thể vượt qua được vùng hỏa lực mà nó dang sẵn. Tổ hợp TOW-M2KM còn được trang bị đồng bộ các khí tài đảm bảo và phục vụ chiến đấu, bao gồm cả khí tài chiến đấu mô phỏng để huấn luyện kiếp trắc thủ. Tất nhiên là các xe đều được trang bị dụng cụ phục vụ sinh hoạt, thiết bị dẫn đường và nhật ký công tác. Nước ngoài nói về phát bắn hủy diệt của Su-100 Việt Nam. Được sản xuất dưới thời Liên Xô, nhưng Su-100 của Việt Nam vẫn xuyên thủng mọi loại giáp dài tới 180mm, sức mạnh của Su-100 được quốc tế đánh giá cao. Su-100 là loại pháo tự hành chống tăng tốt nhất
Trong chiến tranh thế giới 2 do Liên Xô phát triển, vào giai đoạn cuối cuộc chiến, dựa trên mẫu Su-85, pháo Su-100 sử dụng khung bệ cơ sở xe tăng hạng trung T-34-85. Về trọng lượng tối đa của nó là 31,6 tấn, dài 9,45 m, rộng 3 m, cao 2,25 m, kiếp chiến đấu là 4 người. Xe được bọc giáp trước dài 75mm, giáp hông dài 35mm và nóc xe mỏng nhất 20mm. Pháo tự hành Su-100 trang bị pháo nòng xoắn uy lực D-10S 100mm, có khả năng xuyên thủng giáp dày 180mm để thẳng góc với mặt đất ở cự ly 2km, xuyên thủng vỏ giáp nghiêng 85mm của xe tăng Panther của Đức ở cách 1,5 km. Việc này có nghĩa là Su-100 có thể loại khỏi vòng chiến bất kỳ xe tăng Đức nào vào thời điểm đó. Điều này khiến nó được đặc biệt danh là Pistet Versemu, tạm dịch là sự kết thúc của mọi thứ. Su-100 trang bị động cơ diesel V2 34 12 xi lanh công suất 500 mã lực cho tốc độ tối đa 48 km/h, tầm hoạt động là 320 km. Tương tự như nhiều thế hệ vũ khí khác, Su-100 được xuất khẩu rộng rãi cho các nước anh em xã hội chủ nghĩa sau Thế chiến thứ hai, trong đó có Việt Nam, sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cho tới hôm nay, Su-100 vẫn còn biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam. Dù rằng khẩu pháo Su-100mm không còn hữu hiệu với xe tăng hiện đại, nhưng nó vẫn có thể xuyên thủng giáp xe tăng hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân và các loại phương tiện pháo tự hành. Su-100 được quân đội Việt Nam bảo quản rất tốt, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trước sức mạnh vượt thời gian của Su-100, mới đây, tờ Army Recognition đã có bài viết ca ngợi dòng pháo này. Sát thủ diệt tăng Su-100 hiện vẫn còn phục vụ trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Các khẩu pháo Su-100 được sử dụng rộng rãi trong những năm cuối Thế chiến II và vẫn còn xuất hiện nhiều năm sau đó trong quân đội các nước đồng minh với Liên Xô trên khắp thế giới. Bình luận về hỏa lực của pháo chống tăng Su-100, Army Recognition viết: với đạn 100mm, Su-100 đủ sức xuyên phá tăng hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Đạn xuyên giáp AP của Su-100 có thể chọc thủng 180mm. Hiện nay, pháo tự hành chống tăng Su-100 được sử dụng ở một số đơn vị tăng thiết giáp lục quân và hải quân nhân dân Việt Nam. Chiếc xe tăng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Ít ai biết rằng chiếc xe tăng đầu tiên của quân đội ta lại là một trong những dòng xe tăng có chiến công hiển hách nhất chiến tranh thế giới thứ hai. Đi vào hoạt động từ cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, binh chủng tăng thiết giáp là một trong những lực lượng tác chiến chủ lực của quân đội ta. Nhưng có thể nhiều người chưa biết rằng những chiếc xe tăng đầu tiên của quân đội ta lại là T-34, dòng xe tăng chiến đấu thành công nhất của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Quân đội ta bắt đầu được các nước bạn chuyển giao những chiếc xe tăng đầu tiên vào trang bị vào năm 1960, sau khi binh chủng tăng thiết giáp được thành lập vào ngày 5 tháng 10 năm 1959. Còn các đơn vị tăng thiết giáp đầu tiên của ta là những chiếc T-34 và pháo tự hành Su-76. Về khả năng hay sức mạnh của T-34 có lẽ không cần nói đến quá nhiều, bởi lịch sử đã chứng minh được khả năng của dòng xe tăng này trong chiến tranh thế giới 2. Những chiếc xe tăng T-34-85 của Việt Nam có trọng lượng chỉ 26,5 tấn, được xếp vào dòng xe tăng hạng trung, với chiều dài cơ sở của xe là 6,68 m, bề ngang 3 m và cao 2,45 m. Với thiết kế trên T-34-85 khá phù hợp khi hoạt động trên khu vực địa hình, vốn chỉ có các vùng đồng bằng nhỏ hẹp như ở Việt Nam. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu phát triển các đơn vị xe tăng đầu tiên, ta chỉ có thể nhận viện trợ từ các nước bạn, chứ không thể tự trang bị các dòng xe tăng chiến đấu kiểu mới. Về chiếc xe tăng đầu tiên của quân đội ta, thì đó là một chiếc T-34-85 mang số hiệu 112, được biên chế cho Trung đoàn Xe tăng 202 thuộc binh chủng tăng thiết giáp, trong tổng số 100 chiếc T-34 và Su-76 chuyển giao về Việt Nam trong năm 1960. Những chiếc T-34-85 của ta được trang bị động cơ diesel có công suất 500 mã lực, cung cấp tỷ suất sức kéo lên tới 18,9 sức ngựa trên tấn. Tỷ số sức kéo này là vừa đủ để những chiếc T-34 có thể vượt qua được các vùng địa hình xấu trên chiến trường miền Nam nước ta. Trong ảnh, xe tăng T-34 sánh vai cùng một chiếc T-54-55 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Về mặt hỏa lực, những chiếc T-34 của ta được trang bị pháo chính 85mm với các loại phương tiện thiết giáp của đối phương như xe thiết giáp chở quân
M113 hay các loại xe tải, xe cơ giới. Khẩu pháo này hoàn toàn có thể bắn hạ chúng chỉ trong một phát bắn. Thậm chí với các dòng xe tăng hạng nhẹ như M41 Bulldog mà Mỹ mang tới Việt Nam, những chiếc xe tăng T-34-85 của chúng ta hoàn toàn có khả năng chơi sòng phẳng, đánh vỗ mặt đối phương mà không gặp phải bất cứ một khó khăn gì. Mặt khác, T-34-85 cũng có khả năng di chuyển cơ động hơn các xe tăng Mỹ ở Việt Nam vào cùng thời, khi nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 53 km/h, với tầm hoạt động tối đa khoảng 240 km đối với phiên bản T-34-85. Thậm chí tới tận khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những chiếc T-34 của ta vẫn có thể hoạt động khá tốt trong binh chủng tăng thiết giáp bên cạnh những chiếc T-54-55 cho đến khi chúng bị loại biên hoàn toàn trong nhiều năm sau đó. Hình ảnh về chiếc T-34-85 của Việt Nam được sử dụng như một công sự trong phòng thủ biên đảo vào năm 1988. Tới tận những năm 2000, hình ảnh về chiếc xe tăng T-34 vẫn thi thoảng xuất hiện trong các cuộc tập trận. Và trên thế giới hiếm có dòng xe tăng nào phải trải qua hai cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử loài người là Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Việt Nam như T-34. Điểm mặt các nước chư hầu của Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Ngay sau khi Mỹ chính thức đưa quân vào miền Nam Việt Nam, theo gót họ xâm lược nước ta là hàng loạt các nước chư hầu và đồng minh. Hàn Quốc là một trong những nước chư hầu của Mỹ gửi quân sang tham chiến đông nhất trong thời kỳ diễn ra chiến tranh Việt Nam. Số lượng quân lính Hàn Quốc được gửi sang Việt Nam nhiều thứ hai chỉ sau Mỹ. Vào năm 1961, Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee đã đề nghị Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là John F. Kennedy về việc gửi quân Hàn Quốc sang Việt Nam hỗ trợ Mỹ. Tuy nhiên, Kennedy đã từ chối lời đề nghị này vì cho rằng thời điểm chưa thích hợp. Tới năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã đề nghị Hàn Quốc nối gót Mỹ đổ quân vào chiến trường miền Nam Việt Nam. Tổng cộng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đã có 320.000 lính Hàn Quốc tham chiến với thời gian thực hiện nghĩa vụ tại Việt Nam tối thiểu là 1 năm. Quân số lính Hàn Quốc cao nhất tại Việt Nam vào khoảng 50.000 quân vào năm 1968. Đi theo các đợt hành quân của lính Hàn Quốc là sự tột cùng của tội ác mà chúng gây ra cho nhân dân miền Nam. Tuy nhiên, chúng cũng đã phải trả giá cho những hành động phi nhân tính của mình khi có đến 5.099 lính Hàn Quốc thiệt mạng tại Việt Nam, 10.962 người bị thương. Mỹ đã trả cho Hàn Quốc tổng cộng 236 triệu đô la, tương đương với 1,4 tỷ đô la ngày nay, bao gồm lương cho binh lính, tiền điều trị thương tật và tiền tử tước cho lính Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam. Ngoài Hàn Quốc, Úc và New Zealand cũng có gửi quân sang Việt Nam tham chiến cùng Mỹ trong thời kỳ này. Các cố vấn quân sự Úc đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1962 và những binh lính Úc đầu tiên đặt chân đến nước ta từ năm 1965. New Zealand cũng nối gót Úc và Mỹ, bắt đầu gửi các đơn vị công binh và pháo binh đầu tiên của mình tới Việt Nam từ năm 1965. Sau này, khi thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam leo thang, phía New Zealand còn gửi cả các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ sang tham chiến. Số lượng lính Úc đông nhất tại miền Nam Việt Nam được ghi nhận là 7.672 người, trong khi đó ở phía New Zealand là 552 người. Tổng cộng có khoảng 60.000 lính Úc và 3.500 lính New Zealand từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam. Con số thương vong của lính Úc là 521 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Trong khi đó, phía New Zealand có 37 lính thiệt mạng và 187 lính bị thương. Phần lớn các lực lượng Úc và New Zealand đang đóng quân ở khu vực Tuy Phước, nay là Bà Rịa Vũng Tàu. Một điều ít ai biết đó là Philippines cũng đã từng gửi lính tới miền Nam Việt Nam tham chiến. Tổng cộng có khoảng 10.450 lính Philippines đã từng được gửi tới miền Nam Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo, biểu diễn nghệ thuật. Binh lính Philippines đang xây dựng bong ke trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Binh lính Philippines biểu diễn nghệ thuật ngoài đường phố. Binh lính quân đội Hoàng gia Thái Lan trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài các nước kể trên còn có Đài Loan, Brazil và Canada đã từng gửi quân lính sang tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam với nhiều vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Nga tung 100 siêu tăng tàng hình T-14 Armata sẵn sàng chiến đấu. Theo tờ The Sun của Anh, quân đội Nga đã trang bị một lớp áo khoác tàng hình đặc biệt cho cỗ máy chiến đấu T-14 Armata giúp qua mặt khỏi hệ thống radar đối phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra lệnh cho 100 chiếc tăng tàng hình T-14 Armata trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng leo thang toàn cầu. Hệ thống máy dò tia UV được lắp đặt trong xe tăng làm nhiệm vụ đưa ra cảnh báo
khi có đạn pháo đang bay đến, trong khi nòng pháo trơn 125mm có thể nhả đạn với tốc độ 100 viên một phút. Tăng chủ lực T-14 Armata hoàn toàn có thể phá hủy mục tiêu trong phạm vi lên tới hơn 8km. Không chỉ có thế, xe tăng T-14 Armata còn được lắp thêm tháp pháo tự động có thể xoay 360 độ với tốc độ cao để có thể bắn trả mối đe dọa đến từ bất kỳ hướng nào. Tháp pháo này tự động nên các binh sĩ chỉ cần ngồi ở một địa điểm khác cũng có thể dùng bộ điều khiển từ xa điều chỉnh hướng hoạt động của xe tăng. T-14 Armata còn được bao bọc lớp sắt mỏng, cung cấp lớp vỏ bảo vệ trước các loại vũ khí chống tăng có độ chính xác cao và vũ khí chiến đấu cự ly gần như súng phóng lựu cầm tay. Lớp áo tàng hình được khoác lên xe tăng T-14 Armata có tên gọi là Mantia. Nguyên lý hoạt động của lớp áo này rất đơn giản, nó có thể hấp thu sóng radar, phản xạ cùng lúc đó phân tán chúng, làm giảm khả năng phát hiện vật thể đang di chuyển. Trong khi đó, độ nhiệt khi hoạt động của xe tăng cũng sẽ được giảm xuống bằng với mức nhiệt của không gian xung quanh. Chính vì vậy, xe tăng T-14 Armata có thể trở nên vô hình trước các loại vũ khí như đầu đạn tên lửa Javelin của quân đội Mỹ thường sử dụng máy dò nhiệt để bắn trúng mục tiêu. So sánh T-14 với loại phương tiện chiến đấu của phương Tây, thiết kế mới này được cho là vượt trội 25-30% so với xe tăng Abrams của Mỹ, tăng Leclerc của Pháp và Leopard 2 của Đức. 5 tàu sân bay lớn nhất thế giới. Tàu sân bay đóng vai trò căn cứ di động trên biển cũng là niềm tự hào quân sự của các cường quốc. Việc sở hữu các tàu sân bay cỡ lớn cho thấy tiềm lực quân sự cũng như trình độ công nghiệp và tài chính của từng nước. Trong 5 loại tàu sân bay lớn nhất thế giới, riêng Mỹ đã sở hữu 2 lớp khác nhau, theo Naval Technology. Lượng giãn nước đầy tải 100.000 tấn khiến siêu tàu sân bay USS Giron A. Ford CVN-78 của Mỹ trở thành tàu sân bay lớn nhất thế giới. Chiếc đầu tiên thuộc lớp Ford được bàn giao cho Hải quân Mỹ hồi tháng 5 để thử nghiệm trên biển trước khi đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu cơ bản IOC vào năm 2020. Đường băng của USS Giron A. Ford rộng tới 78m, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ EMALS và cáp hạm tối tân. Tàu có thể mang tới hơn 75 máy bay các loại cùng thủy thủ đoàn 4.539 người. Siêu tàu sân bay mới của Mỹ trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân. A-1B có công suất gấp 2,5 lần so với lò phản ứng trên tàu thuộc lớp Nimitz. USS Giron A. Ford được trang bị các vũ khí phòng thủ như tên lửa phòng không tầm trung RIM-162, ISSM, tầm ngắm RIM-116 RAM Block 2 và hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần Phalanx cỡ nòng 20mm. Lớp Nimitz có lượng giãn nước 97.000 đến 100.000 tấn, là loại tàu sân bay lớn thứ hai thế giới. Hải quân Mỹ đang sở hữu hạm đội 10 tàu lớp Nimitz. Chiếc mới nhất là USS George H.W. Bush CVN-77, được biên chế tháng 1 năm 2009. Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz được thiết kế để hoạt động trong 50 năm, chỉ với một lần đại tu và nạp nhiên liệu. Lớp Nimitz có khả năng chuyên chở hơn 60 máy bay các loại và thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người. Đây đang là loại tàu sân bay chủ lực giúp Mỹ triển khai lực lượng quân sự tới khắp nơi trên thế giới. Tàu sân bay lớp Nimitz được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, giúp tàu đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/h để chống lại các mối đe dọa. Tàu được tích hợp tên lửa tầm trung RIM-7, pháo phòng thủ tầm gần Phalanx và tên lửa tầm ngắn RIM-116 RAM gắn ở mũi. Lớp Nimitz sẽ dần dần được Hải quân Mỹ thay thế bằng siêu tàu sân bay lớp Ford trong thập niên 2020. Với lượng giãn nước 65.000 tấn, lớp Queen Elizabeth là những chiến hạm lớn nhất lịch sử Hải quân Anh. HMS Queen Elizabeth, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này, bắt đầu thử nghiệm trên biển từ ngày 26 tháng 6 và dự kiến được biên chế năm 2020. Chiếc tiếp theo là HMS Prince of Wales, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2023. HMS Queen Elizabeth có kích thước lớn gấp 3 lần tàu sân bay lớp Invincible cũ, có thể mang theo tới 40 máy bay và trực thăng các loại. Các hệ thống tự động giúp tàu có thể hoạt động tốt, với thủy thủ đoàn chỉ 679 người. Mỗi tàu sân bay mới của Anh được trang bị một hệ thống pháo Phalanx và sử dụng súng máy để tự vệ. Lớp Queen Elizabeth được trang bị 2 động cơ tuabin khí Rolls-Royce MT-30 và 4 máy phát điện diesel, giúp tàu có tốc độ tối đa 46 km/h. Đề án 1143.5 Kuznetsov gồm tàu sân bay đô đốc Kuznetsov của Nga và Liêu Ninh của Trung Quốc, cùng chiếc INS Vikramaditya thuộc đề án 1143 Kiev của Ấn Độ, với lượng giãn nước đầy tải là 58.500 tấn. Lớp tàu này đứng thứ tư trong số các loại tàu sân bay lớn nhất thế giới.
Đường băng và sàn đáp có diện tích 14.700 m², giúp đô đốc Kuznetsov có thể mang theo tiêm kích hạm Su-33, MiG-29K, cường kích hạm Su-25UTG, UBP cho nhiệm vụ huấn luyện, cùng các trực thăng chống ngầm K-27, cứu nạn K-27PS và cảnh báo sớm K-31, tàu thường ra khơi với thủy thủ đoàn 2.626 người. Tàu sân bay Nga sử dụng động cơ tuột bên khí, giúp nó đạt vận tốc tối đa 59 km/h. Tàu được trang bị pháo phòng không tầm gần AK-630, tổ hợp pháo tên lửa Kashtan, tên lửa diệt hạm B-700 Granit và các bệ phóng rocket chống ngầm RBU-12000. Charles de Gaulle R-91 là soái hạm của Hải quân Pháp, đồng thời là tàu chiến lớn nhất được biên chế ở Tây Âu. Nó cũng là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, không thuộc Hải quân Mỹ. Tàu dài 261m, rộng 64m, dạng nước đầy tải là 42.500 tấn. Động cơ hạt nhân cho phép Charles de Gaulle di chuyển với tốc độ tối đa 27 hải lý một giờ, tầm hoạt động không giới hạn, chỉ phụ thuộc vào lượng nhu yếu phẩm mang theo, tối đa là 45 ngày liên tục. Thời gian giữa mỗi lần tiếp nhiên liệu cho Charles de Gaulle là khoảng 20-25 năm. Tàu sân bay của Pháp có thể mang theo 28-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, trực thăng EC-725 Caracal và AS-532 Cougar. Nhờ sử dụng hệ thống phóng máy bay bằng hơi nước Catoba, Charles de Gaulle là hàng không mẫu hạm duy nhất ngoài Mỹ có thể tiếp nhận vận hành tiêm kích FA-18EF Super Hornet và C-2 Greyhound. Để tự vệ, tàu được trang bị 32 tên lửa phòng không Aster 15 có tầm bắn 30 km, 12 tên lửa tầm ngắn Mistral, 8 pháo Giant 20F2 cỡ nòng 20mm. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại!